Này các tỳ kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác, Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỳ kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỳ kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỳ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập. Cái gì? Này các tỳ kheo, trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tâm cầu, được ý tư xác, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác, do vậy được gọi là Lai. Này các tỳ kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác đến đêm ngài nhập niết bàn, không có dư y trong thời gian ấy. Điều gì ngài nói, tuyên bố, nêu rõ lên tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy, ngài được gọi là Như Lai. Này các tỳ kheo, Như Lai nói gì, làm vậy, làm gì, nói vậy, vì rằng nói gì, làm vậy, làm gì, nói vậy, nên ngài được gọi là Như Lai. Này các tỳ kheo, trong toàn thể thế giới, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy, ngài được gọi là Như Lai. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Thắng tri mọi thế giới như thật, ly hệ mọi thế giới không giống mọi thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc ràng, cảm thọ tối thắng tình, niết bàn không sợ hãi. Vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động, nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh ni, là Thế Tôn, là Phật, bậc sư tử vô thượng trong thế giới thiên giới, chuyển bánh xe pháp luân. Như vậy loài trời người đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng. Trong người được điều phục an tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát vượt qua bậc tối thượng, những người được vượt qua, như vậy họ lễ ngài vĩ đại không sanh hữu, thiên giới thế giới này ai được bằng ngài. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và phần chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào Đại Đức Tể Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Hôm nay chúng ta học bài số 112 La Mã, cũng là bài cuối cùng trong kinh gọi là Itivataka, Phật thuyết như vậy. Có lẽ là chúng tôi giảng bữa nay là bữa cuối cùng, để sau này thì lớp chúng ta sẽ sắp xếp mời thỉnh vị khác để mà giảng điều thuyết cho chúng tôi trong ngày hôm nay.
Cái thời gian qua đó thì chúng ta học cái bộ kinh này nó dường như cũng mất cỡ cỡ 2 năm, cũng khoảng 2 năm, cho nên là cái bộ kinh này đến đây, cái bài hôm nay là bài cuối cùng chúng tôi giảng cho nó trót luôn, cho nó hết cái bài học hôm nay. Râm của chúng ta sẽ thỉnh vị khác để mà giảng điền viết đảng giảng cho kinh Pháp Cú hay là kinh gì đó, thì râm chúng ta sẽ thỉnh một vị pháp sư khác để chúng tôi dành thời gian để lo những cái công việc khác. Đó là điều mà chúng tôi muốn thông tri đến tất cả các trong đạo tràng. Bây giờ trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo Đảnh Lễ tóm tắt. Arahang Sammasambuddho Buddhang Phakawantang Afiwadenni Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sa Khato Phagavata Thammo Thammang Nammasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Phagavato Sāvakasangho Sangkhang. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là bài học số 112 La Mã. Nhà phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc rồi. Thì ở đây chúng tôi xin nhắc lại những cái ý chính ở trong cái nội dung bài kinh này. Đức Phật ngài gọi là một bậc Như Lai chánh đẳng chánh giác, ngài không bị hệ lụy giữa cuộc đời này, và ngài thấy rõ giữa cuộc đời này, rồi ngài thấy cái nguyên nhân đưa đến khổ giữa cuộc đời này, rồi ngài đã chấm dứt cái cuộc đời này rồi ngài thực hành để chấm dứt cái cuộc đời này. Thì ở đây chúng ta nghe như vậy để rồi chúng ta thấy rằng Đức Phật thường đó, chúng ta nghe ở trong kinh là Iti Bisso Khóa Cao Qua Arahang Samma Sambuddho vân vân, tức là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Thì cái bài kinh này đó là muốn nói đến cái 10 hồng danh của Đức Phật, trong đó có hồng danh Satthade Wamanusanang, tức là thiên nhân sư, hay hoặc là Tathagato Như Lai. Tathagato Như Lai, Như Lai thì ở đây được xưng gọi là Như Lai chính là chỉ cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác, chỉ cho Đức Phật chánh đẳng chánh giác của chúng ta. Mà Như Lai là sao? Như Lai có nghĩa là người làm sao thì nói vậy, nói sao làm vậy, có nghĩa là ngài thấy biết và chứng đạt rồi ngài giảng dạy cái pháp màu này đến với mọi loài chúng sinh. Như vậy thì được gọi là Như Lai. Rồi từ cái việc mà ngài giảng dạy như vậy đó thì ngài được xem như là một cái vị gọi là Satthade Wamanusanang, tức là thầy của chư thiên và nhân loại, hay mình gọi gọn gọi tắt á, là thiên nhân sư, thầy của chư thiên và nhân loại. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta quay lại khi mà nói rằng thấy như thế nào và biết như thế nào, rồi chứng đắc như thế nào, rồi giảng dạy như thế ấy, làm như thế nào, rồi giảng dạy lại người khác như thế ấy, hay nói như thế nào, làm như thế ấy, được gọi là Như Lai đó. Thì ở đây nói đến cái điều mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ.
Đức Phật ngài đã chứng ngộ. Và khi mà ngài đã chứng ngộ như vậy đó, thì ngài lại truyền đạt lại những cái điều đó cho muôn loài chúng sanh, trong đó có chư thiên và nhân loại của chúng ta. Chúng ta nghe ở trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật có nói như thế này: Như Lai xuất hiện ở đời đó thì giảng dạy có hai điều. Một là nêu lên sự khổ và sự chấm dứt khổ. Nêu lên sự khổ và phương pháp hành chấm dứt khổ. Thì như vậy có nghĩa là Đức Phật ngài nói là ngài giác ngộ về bốn cái sự thật mà thường là chúng ta nghe trong kinh, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là dukkha saccha, tập đế là samudaya saccha, và diệt đế là nirodha saccha, và đạo đế đó là magga saccha. Như vậy thì sở dĩ Đức Phật ngài nói là khi mà Như Lai xuất hiện ở đời này đó, thì nêu lên hai điều là nêu lên sự khổ và con đường đưa đến và sự chấm dứt khổ. Như vậy thì nêu lên sự khổ thì bao gồm cả hai, đó là khổ và tập. Cái sự khổ ở đây đó là chúng ta biết rằng là ngoại trừ chư Phật Phật quá khứ thôi, cái quả địa cầu của chúng ta đó là có năm vị Phật ra đời, mà đã ra đời hết bốn vị Phật rồi, tức là từ Đức Phật Si Khí, rồi Đức Phật Konakamana, rồi Đức Phật Kassapa, rồi Đức Phật Gotama chẳng hạn. Thì những vị Phật đó là những Phật vị Phật đã ra đời rồi. Thì những vị đó, đó chúng ta thấy rằng là trước Đức Phật chúng ta là những vị đó giác ngộ không nói. Nhưng mà trong khoảng một thời gian dài như vậy đó thì không có ai hiểu rõ về bốn cái sự thật này. Tức là gọi là bốn cái sự thật, hay là bốn cái đế. Đế là sự thật thôi. Đế là sự thật. Hay là gọi là tứ thánh đế, hay tứ diệu đế. Tứ diệu đế là mình nói bốn cái sự thật mà khó có ai phát hiện ra. Đó. Hay là tứ thánh đế, tức là bậc thánh thực hành dựa trên cái này mà thấy rõ, biết rõ và chứng ngộ về những điều đó thì được gọi là tứ thánh đế. Như vậy thì trong nội dung này đó thì Đức Phật ngài nói rằng là nếu một vị tỳ kheo đó trong khi đi xin lỗi nếu một vị tỳ xin lỗi Đức Phật ngài nói là cái gì này các tỳ kheo, trong toàn thế giới thiên ma, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng với quần chúng sa môn bà la môn và nhân loài người được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả được Như Lai, đều được Như Lai chánh đẳng chánh giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng giữa cái thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn này đó, thì ngài đã tự chứng tri về những điều đó. Tức là bốn cái sự thật: khổ, tập, diệt, đạo. Thì bốn cái sự thật này chúng ta nghe rất là quen, nhưng mà sự thật nó là cái cốt lõi. Như trong cái bài kinh Dụ Dấu Chân Dâu Trung Bộ Kinh thì Đức Phật ngài nói là cho đến khi nào giữa cái thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn, Như Lai chưa chứng ngộ về bốn sự thật này, thì cho đến khi ấy Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác. Và cho đến khi nào mà Như Lai tự chứng tri, tự liễu tri về bốn sự thật này
Và trong cái thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn, Như Lai tuyên bố Như Lai là vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Đức Phật ngài liễu ngộ và chứng ngộ về bốn cái sự thật này. Bây giờ chúng ta nói đến cái bốn cái thánh đế này, bốn cái sự thật này nè. Cái sự thật thứ nhất được gọi là khổ, được gọi là khổ hay là đúc khá sách trá, tức là bản chất là khổ. Cái khổ mà trong kinh Phật dạy đó, thì quý vị thấy rằng là cái sự khổ này nó luôn luôn hiển hiện cho bất cứ một sinh loài nào, và nó dưới dạng ba cái khổ: khổ khổ dukkha dukkha ta, hai là quý bá rí na dukkha ta là ngoại khổ, và cái thứ ba là sankhara dukkha ta tức là hành khổ. Thì cái khổ khổ mà chúng ta biết ở đây như trong kinh mô tả đó là Phật dạy đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại là chấp thủ năm quận là khổ. Thì ở đây đó cái khổ mà chúng ta có thể dễ cảm nhận nhất đó, là cái cảm thọ của cái sự sanh già bệnh chết. Rồi cái cảm thọ mà chúng ta đau đớn về xác thân, chúng ta đau đớn về tâm lý, bức xúc về tâm lý, bức bách về tâm lý, thì những cái điều đó nó đều là hiển hiện trong sự khổ, hiển hiện trong sự khổ mà mình có thể có cái cảm nhận được. Nhưng mà đối với cái điệp diệt mà các bậc thánh thì các ngài thấy rõ ở trong mọi cái thân ngũ quẩn của các ngài, chứng ngộ thấy rõ được những điều đó. Còn cái khổ mà ngoại khổ á, thì những cái cảm thọ mà chúng ta đã trải qua, có nghĩa là sao? Cái cảm thọ chúng ta đang vui như vậy, tự nhiên chúng ta bị mất cái vui đó, cái buồn nó ập đến. Rồi cái buồn chúng ta đang có, tự nhiên rồi cái vui nó ập đến. Thì cái những cái cảm giác mà chúng ta đang sung sướng, đang hưởng lạc, đang cảm thấy thoải mái đó, bỗng dưng là chúng ta bị mất cái cảm thọ vui sướng đó, thì cái đó được gọi là hoại khổ. Rồi cái hành khổ tức là những cái cảm thọ mà nó luôn luôn thay đổi ở trong mỗi cái tâm lý, trong mỗi cái xác thân của chúng ta, thì cái khổ đó là nó hiển hiện ở trong đời sống này. Một điều đó là chúng ta thấy đó là mình á, một cái người phàm phu á, thì mình cũng có nhận xét được sự khổ, có cái thân là khổ nhé. Nhưng mà cái nhận xét của mình cũng chỉ nhận xét qua cái tri văn hoặc là một chút cái trí tư thôi, tức là chúng ta có cái suy tư, thì chúng ta gặp những cái cảnh đó chúng ta cũng biết đó, nhưng mà chúng ta chưa có cái trí tu, tức là chúng ta chưa có cái việc tu chứng, chứng nghiệm về những điều đó. Cho nên cái khổ chúng ta đó, nhiều khi khổ thì mình đang lúc khổ thì mình cảm thấy chán nản, chán chường, nhưng mà đến khi hết khổ thì chúng ta lại mê trở lại, chúng ta mê trở lại. Cho nên cái mê đó là cũng là cái mà trở ngại cho chúng ta. Là vì vậy đó nên là bản chất của sự khổ này đó là hiển hiện. Dù mình có mặt trong cuộc đời này là với cái vị trí nào hay là với cái vai trò nào đi nữa, thì chúng ta vẫn có cái khổ đó, vẫn có cái khổ đó. Các vị chư thiên thì có cái khổ của các vị chư thiên, còn nhân loại chúng ta có cái khổ của chúng ta, mà cái khổ này đó là cái hệ quả của trong đời sống luân hồi của chúng ta, đời sống luân hồi của chúng ta. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng là các bậc thánh thì các ngài biết được sự khổ đó, biết được sự khổ, các ngài biết rõ được cái sự khổ đó.
Còn chúng ta thì cái biết của chúng ta là biết qua tri văn, là nhờ chúng ta học hiểu nghe giảng ở trong kinh, rồi chúng ta có một chút trí tư là chúng ta suy xét ở trong cuộc đời này, so sánh với kinh, đối chiếu với luật, thì chúng ta thấy rằng quả thật là chúng ta cũng thấm thía cái sự khổ đó. Nhưng mà cái đó cũng là trí, một phần của trí tư thôi, một phần của trí tư. Nhưng chúng ta chưa có cái trí gọi là trí tu, tức là trí đạo để mà sanh khởi lên, để mà tận diệt được cái nguồn gốc sanh đau khổ đó. Cái khổ này là chúng ta phải biết, chúng ta phải biết. Nếu chúng ta không biết khổ á, thì chúng ta cứ đắm mê hoài. Có thân này là khổ mà. Cho nên là ngay cả cái sự đắm mê đó, đó chúng ta cứ nghĩ nó là chuyện thường, chuyện bình thường thôi, nó không có gì để đáng quan tâm. Nhưng sự thật đó, cái khổ đó là cần phải suy xét. Cũng giống như trong kinh Tương Ưng, Phật dạy rằng ai vui thích với sắc đó thì người ấy vui thích với khổ. Tương tự như vậy, ai vui thích với thọ, với tưởng, với hành, với thức đó, thì cái người đó vui thích với khổ. Và khi mà vui thích với khổ thì không thể thoát khổ. Mà cái khổ này đó là cái, nó là cái sự hiển nhiên của sự thật nó, mà đòi hỏi cái trí của, đặc biệt là cái trí phàm phu của mình á. Trước tiên đó là chúng ta nói đến cái trí phàm phu, ít ra là mình cũng phải biết nhận được sự khổ, nhận xét được sự khổ. Chứ còn mình không nhận xét được sự khổ đó, thì mình cứ mê muội hoài, mình không có thấy vượt ra khỏi đâu, vượt ra khỏi đâu. Cho nên ở đây đó là còn nói cái trí mà gọi là trí đạo đó, cái trí sanh ở trong tâm bậc thánh đó, thì các ngài mới có thể là thấy rõ được những cái mồn một ở trong những cái tinh vi nhất ở trong cái khổ khi mà hiển hiện của thân năm uẩn này, của thân năm uẩn này. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì cái khổ này đó là một sự thật, sự thật. Và nói đến cái thứ hai ở đây đó là cái nguyên nhân mà đưa đến khổ. Nói đến cái thứ hai đây là nguyên nhân đưa đến khổ, tức là Samudayasaccha, tức là nói đến tập đế. Tập đế ở đây đó là chỉ cho cái gì? Cái ái tham ở trong đời sống. Sở dĩ chúng ta có khổ cho nên là chúng ta bị khổ là vì chúng ta có ái tham. Đây à, bây giờ nè, chúng ta thì luôn luôn cầu toàn, mong muốn chúng ta được cái này, được cái kia như ý muốn mình. Nhưng mà rồi đó thì cũng đâu có như ý muốn mình được đâu. Khi mà mình trẻ mà nó già thì mình cũng không muốn mình trẻ được, mình cũng không muốn là mình phải trẻ mãi được. Và khi bệnh đau á, thì chúng ta cũng không muốn là chúng ta không bệnh đau được. Rồi mọi chuyện ở trên cuộc đời này nó làm cho chúng ta phải bi lụy đó. Chúng ta muốn chúng ta không bi lụy cũng không được. Không bi lụy được. Bắt nguồn từ ở cái mà chúng ta mong muốn. Mong muốn ở đây được nói đến cái ái tham. Thí dụ như bây giờ nè, chúng ta có của ăn của để thì chúng ta không có phải bị là cực khổ về xác thân đi ha, nhưng mà chúng ta cũng phải bị khổ về cái mà chúng ta có. Khổ cái chúng ta có là sao? Là khi có thì chúng ta phải giữ gìn, bảo vệ. Rồi cái khổ ở đây nữa là khi chúng ta có thân thì chúng ta bệnh đau. Chúng ta biết như vậy, nhưng mà nó bắt nguồn từ ở cái mong muốn của mình, cái tham ái của mình. Mình muốn cái như thế này thế nọ, muốn được mình khỏe mạnh. Cái người mà chưa không có sức khỏe thì mong muốn mình có sức khỏe. Cái người không có danh vọng thì muốn mình có danh vọng. Rồi cái người mà mạng sống nó đe dọa đến sự chết của mình, nó đe dọa mạng sống của mình, mà mình mong muốn mình không có bị đe dọa thì điều đó nó không có. Cho nên khi mà mình mong muốn cái này
ham muốn cái nọ, nó chính là cái mà làm cho chúng ta khao khát, thích thú cái này, thích thú cái kia. Và khi mà mình thích thú thì mình mang ham muốn, mình sở hữu cái này, sở hữu cái nọ, bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Và cũng chính cái tham ái đó là quý vị thấy rằng là nó khiến cho mình tái sanh đời này đời sau, bởi ái nó giống như là cái sự tươm ướp vậy đó. Tươm ướp của mặt đất á. Mặt đất mà nó ẩy ướt á. Còn cái nghiệp mà chúng ta gieo đó, nó giống như là cái hạt giống. Ái nó giống như là sự ướt ẩm của mặt đất để cho cái hạt giống nó nảy lên. Cho nên ở đâu có ái thì có cái hạnh nghiệp, có cái nghiệp tạo ra. Và do cái nghiệp tạo ra mới có cái sự hiện hữu, có sự hiện hữu giữa đời này và đời sau. Cho nên cái ái này nó khổ lắm, cái ái này khổ lắm. Mà đối với các bậc thánh thì các ngài thấy rõ rằng cái này là cái sự thật của nó, và các ngài cũng thấy là khổ đế đó thì các ngài đã biết như vậy rồi, các ngài đã thấy rõ, biết rõ như vậy rồi. Nhưng mà tập đế thì các ngài cũng đang hành trì, để mà đoạn trừ. Bậc thánh á, thì tùy theo mỗi bậc thánh, cho nên là cái tập đế là tham ái là cần phải diệt. Để mà chấm dứt được sự khổ là chỉ có diệt được cái tham ái mà thôi. Khi diệt được tham ái thì chấm dứt được khổ đau. Cho nên là cái ái á, chính trong kinh Pháp Cú của chúng ta nghe là Đức Phật ngài dạy là gì? Tham ái sinh sầu u, tham ái sinh lo sợ, ai dứt khỏi tham ái không sầu không sợ hãi. Cho nên cái tham ái là cái căn nguyên, gốc rễ, cội nguồn dẫn đến cái đau khổ, đau khổ đời này và đời sau. Chúng ta thì chỉ biết khổ thôi, chứ không biết cái căn nguyên của nó là tại sao phải khổ, không biết. Khổ thì mình than trời trách đất, trời ơi Phật ơi tại sao tôi khổ. Nhưng mà mình không biết được cái căn nguyên của nó, căn nguyên là đưa đến cái khổ đau đó chính là tham ái. Mà bậc thánh á, thì các ngài đã thấy rõ được cái sự thật nó là như vậy, và các ngài đang thực hành là khổ đế là cần phải biết, và đạo đế thì các ngài diệt đế, tập đế thì các ngài đang đoạn trừ hoặc là đã đoạn trừ. Đang đoạn trừ ở đây là mình nói đến các cái bậc thánh hữu học đang đoạn trừ lần lượt. Nhưng mà đã đoạn trừ tức là chỉ cho bậc thánh mà vô lậu, tức là bậc thánh A-la-hán. Cho nên ở đâu có khổ thì ở đó có tham ái. Bởi vì tham ái nó là căn nguyên, nguồn gốc của sự đau khổ. Nó là nguyên nhân đưa đến cái khổ đó. Cho nên là ở trong kinh đó, Đức Phật đặc biệt là trong kinh Dụ Dấu Chân Dôi đó, thì Phật nói rằng là ví như dấu chân cát, dấu chân dôi đó, thì đó là dấu chân mà bao trùm muôn thú ở trong cái dấu, các cái dấu chân của muôn thú ở trong rừng. Thì Đức Phật ngài nói rằng là cũng như vậy đó, đối với giáo lý tứ đế đó, giáo lý tứ đế tức là khổ tập diệt đạo đó, là bao trùm trong tất cả thiện pháp. Thiện pháp gì ông bà? Nhưng mà khi mà mình chứng ngộ được tứ đế đó, thì có nghĩa là mình chứng được bậc thánh, chứng được bậc thánh. Mình có tạo phước công đức làm gì đi nữa thì mình cũng tái sanh luân hồi thôi, tái sanh luân hồi thôi. Cho nên là nếu mà mình có tạo trữ cái công đức gì đó thì nên nguyện rằng cho con chứng ngộ được sự thật này, tức là chứng ngộ được niết bàn, hay là chứng ngộ thấy rõ được cái khổ đế này. Bởi vì khổ đế là pháp mà cần phải biết mà, khổ là pháp cần phải biết. Nếu chúng ta không biết là không được. Biết đó là biết trong trí văn, biết trong trí tư, hoặc là biết trong trí tu.
Khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Mình có tạo trữ công đức, mình có tạo phước, giữ giới, tu thiền, phục vụ, nghe pháp, rồi bố thí, vân vân, thì những cái công đức thiện sự của mình là nhằm để cho mình phát nguyện làm cái hành trang để mà mình sớm chấm dứt sanh tử luân hồi, sớm đoạn trừ được cái phiền não, tức là tham ái, tức là tham ái. Cho nên là tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Chúng ta nhớ về bá ha tập ba tham ma, tập đế tức là tham ái là cần phải đoạn trừ. Mình tu gì tu, nhưng mà mình không đoạn trừ được tham ái, không đoạn trừ được vô minh, thì mình vẫn còn phải luân hồi khổ hoài. Ngay cả sanh về các cảnh giới chư thiên, hưởng phước rất là tốt đó, hưởng phước rất là lâu dài đó, thì cũng có lúc cũng hết tuổi thọ thôi, rồi chúng ta cũng phải luân hồi tiếp tục. Rồi những vị mà tu thiền, chứng thiền chỉ đó, chứng thiền định đó, mà các vị đó chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, trở thành những vị phạm thiên sắc giới đó, thì cái tuổi thọ cũng rất là dài, dài lắm, dài lắm. Nhưng mà cái dài đó, cái tuổi thọ đó dài đó, cũng có lúc phải chấm dứt, rồi cứ tiếp tục luân hồi trở lại nữa, sanh trở lại nữa. Thì cái cuộc luân hồi này đó, nó sẽ tiếp diễn triền miên khi chúng ta chưa đoạn tận được tham ái. Cho nên ở trong kinh Thập Thượng thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng là avicca cha tanha cha bahatappa dhamma, tức là vô minh và tham ái là hai pháp cần phải đoạn trừ. Đề quá thầm mà, đề quá thầm mà, ba tập bà, tức là hai pháp cần phải đoạn trừ. Tu tập là để đoạn trừ hai cái pháp đó. Như là khổ đế là mình phải biết, nó không phải là, có thân này khổ không phải là tự tử là hết khổ đâu, rồi cũng chưa phải là hoàn toàn hết khổ đâu. Nó chỉ chẳng qua là chúng ta chết, nói chết là khỏe rồi đó, nhưng cái chết của mình nó chết còn tái diễn. Cái chết của bậc thánh A La Hán mới là sự thật, chết nó không có tái diễn. Còn chúng ta chết đó là còn tái diễn. Chẳng qua là chết kiếp này thôi, rồi chúng ta lại tiếp tục miên diễn cho cái cuộc hành trình luân hồi sanh tử luân hồi này. Là như vậy. Cho nên á, cái khổ là pháp mà Đức Phật ngài dạy cần phải biết, mà tập đế là pháp mà Đức Phật ngài dạy là cần phải đoạn trừ, phải đoạn trừ. Cho nên là cũng ở trong kinh Trung Bộ á, Phật dạy như thế nào? Phật nói rằng làm thế nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra do sự diệt vô minh, minh sanh tham ái được đoạn tận, đoạn diệt như vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật ngài dạy như vậy. Thì Phật dạy mình là phải đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được vô minh. Cái tham ái này nó khiến cho chúng ta phải khổ lụy ở trong đời sống này. Cái tham ái này nó khiến cho chúng ta luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử. Cho nên nếu mà mình chưa có chứng ngộ được cái túc túc mạng thông, mạng minh ha, mình chưa có chứng được cái sanh tử minh á, hai cái minh đó ý mình muốn nói, chúng tôi muốn nói tức là chưa chứng được cái sanh tử minh, là chưa chứng được cái túc mạng minh, thì mình không thấy được cái đời sống của mình quá khứ là cái gì, rồi tương lai là cái gì. Đến lúc nào mình chứng ngộ, mình chứng được túc mạng minh thì mình mới thấy là kiếp này mình sanh làm ở cõi người, rồi mình sanh làm người nam hay người nữ, rồi chết sống ra sao đó, mình mới thấy được, biết được. Rồi mình mới thấy được cái sanh tử minh là cái nguồn gốc, nguyên nhân, hạnh nghiệp nào mà mình lại sanh ở cảnh giới đó như vậy, như vậy. Mình phải chứng cái điều đó. Như vậy thì ở đây đó là cái Đức Phật dạy đó là đoạn trừ được cái vô minh, đoạn trừ được cái tha mái, thì như vậy là sự tái sanh ở trong tương lai không xảy ra.
với ái, như chúng tôi đã nói là giống như cái chất liệu mà sự ẩm ướt của mặt đất. Còn cái nghiệp của mình nó giống như cái hạt giống, hạt giống gieo xuống bởi do cái sự ẩm ướt này đó, sự ẩm ướt của mặt đất này khiến cho hạt giống này nó xanh xơ nảy nở thôi, thấy không? Giống như cái nghiệp mà chúng ta gieo ra, nói vậy đó. Bởi vì cho nên trong giáo lý duyên khởi Phật dạy rằng sao? Chính vô minh duyên cho hành, chính vô minh duyên cho hành. Chính cái mà mình không biết rõ những cái sự thật của sự khổ, mình không biết rõ cái nguyên nhân đưa đến khổ, mình không biết rõ được cái sự chấm dứt khổ, và mình không biết rõ được cái phương pháp mà đưa đến chấm dứt khổ, cho nên cái đó được gọi là vô minh. Phật trong kinh định nghĩa là gì? Vô minh là gì? Vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Và xin thưa một điều đó là trong mỗi hành động của chúng ta, mỗi cái hành vi của chúng ta, mỗi cái hành động của chúng ta được tạo tác bởi vô minh, hành động trong cái vô minh. Vì vậy cho nên là Phật dạy là vô minh duyên cho hành. Ngay cả chúng ta làm cái việc mà bất thiện thì cũng là vô minh tạo ra. Rồi là chúng ta tạo cái việc thiện đó, mà ở đó chúng ta không có cái gọi là có một cái sự tích lũy, cái sự tu tập để mà hướng đến cái giác ngộ giải thoát đó. Giống như là chúng ta tạo cái thiện sự gì đi nữa, cái việc tu tập gì đi nữa, từ cái việc giữ giới, từ cái việc hành thiền, từ cái việc mà bố thí cúng dường, từ cái việc làm tất cả các cái thiện sự, chúng ta cũng mong rằng với cái nhân thiện này, với cái thiện pháp này, cho con chấm dứt được sanh tử luân hồi, cho con thấy được cái sự khổ và cái con đường đưa đến chấm dứt khổ. Mình mong rằng là mình chứng ngộ được cái tứ thánh đế, tức là bốn cái sự thật này. Cái mà chúng ta biết là chỉ cần qua trí văn thôi, chúng ta biết cũng qua trí tư một phần thôi, chứ chúng ta chưa đạt được cái trí tu ở trong đó. Cho nên ở đây đó, Đức Phật này nói là sự chấm dứt đời, Ngài biết được là cái gì đưa đến đời, đưa đến sự hiện hữu của đời này, rồi cái nguyên nhân đưa đến sự hiện hữu của đời này, rồi sự chấm dứt trong cuộc đời này. Đời này là gì? Chúng ta hiểu đời ở đây đó là gì? Đời đó là chính là thân ngũ quẩn này. Đời chính là thân ngũ quẩn này, tức là chỉ cho banh chắc khanh thá này, tức là ngũ quẩn này. Đời là như vậy. Đó là ý nghĩa thứ nhất, cái đời. Cái nguyên nhân đưa đến đời này, rồi cái sự hiện diện của đời này, rồi sự chấm dứt của đời này. Sự chữ đời ở đây chúng ta hiểu đó là sự hiện hiện của năm quẩn. Mà Đức Phật Ngài nói là Ngài chứng ngộ về những điều đó, cho nên khổ đế và tập đế nó là hai cái mối tương quan với nhau. Sở dĩ mà có khổ là do tham ái, là do tập đế, nó là mối tương quan với nhau. Và ở trong cái việc mà Đức Phật Ngài nói ở đây là cái khổ đế và cái tập đế, diệt đế, đạo đế phải biết rõ như vậy, phải biết rõ như vậy. Và cái thứ hai nữa đó là cái khổ đế, tập đế và diệt đế đó là Ngài đã hành trì, tức là khổ đế là Ngài đã biết rõ, tập đế là Ngài đã đoạn trừ, rồi diệt đế là Ngài đã tu chứng, và đạo đế thì Ngài đã thành tựu, tức là thực hành các con đường phạm hạnh được viên mãn là như vậy. Thì ở đây có thể nói đến là một trong những cái sự thật mà đối với Đức Phật Ngài đã chứng ngộ về một trong bốn sự thật đó. Bây giờ chúng ta nói đến một cái điều nữa, đó là nói đến cái diệt đế. Diệt đế tức là cái sự thật thứ hai, thứ ba
Tức là nói đến cái sự chấm dứt khổ, gọi là Nirodha-saccha, tức là diệt đế. Cái diệt đế ở đây đó, nó gọi là Niết Bàn, mình gọi là Niết Bàn. Nhưng mà diệt đế ở đây đó, chúng ta hiểu là cái nhân sanh khổ nó không có, tức là tha mái và vô minh được dứt dứt trừ đấy. Tha mái và vô minh được dứt trừ, hay là cái sự hiện hữu của đời này nó không có, tức là sự hiện hữu của năm quận nó không có. Chúng ta thấy rằng cái thế giới này trong dục sắc và vô sắc đó, hiển hiện với dạng ngũ quẩn, dưới dạng tứ quẩn và dưới dạng nhất quẩn. Dưới dạng ngũ quẩn là phần đông, số nhiều, còn dưới dạng nhất quẩn thì có cõi vô tưởng, chỉ có sắc quẩn mà thôi. Dưới dạng tứ quẩn thì bốn đã thành phần danh quẩn, thì đó là cõi vô sắc, không có sắc quẩn nhưng mà có bốn thành phần danh quẩn. Còn những cõi còn lại đó là thường dưới dạng ngũ quẩn. Vì vậy cho nên Phật nói rằng là sự hiện khởi của ngũ quẩn là đời, hiện khởi của đời này ngài đã chấm dứt, ngài đã chấm dứt, ngài đã chấm dứt. Và ngay cả cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật ngài giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, thì ở đó Đức Phật ngài cũng nói đến cái hai cái cực đoan mà cần phải nên bỏ, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Bên cạnh đó thì ngài đề cập, ngài luôn dạy cho những người đệ tử của ngài, tức là năm vị Kiều Trần Như, gọi là Panchakantha đó, xin lỗi, Panchakonanya đó, nhóm ngũ bộ đó, thì ngài là dạy rằng là hãy nên chứng ngộ, tức là thực hành bát chánh đạo để chứng ngộ bốn sự thật đó, để chứng ngộ bốn sự thật, hay là nói cách khác tức là chứng ngộ đi theo cái con đường trung đạo, không thiên về lợi dưỡng, cũng không thiên về khổ hạnh, mà ở đó ngài dạy rằng nên thực hành cái con đường trung đạo, tức là con đường bát chánh đạo hay nói là đạo đế. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái diệt đế ở đây là được chỉ cho, thứ nhất là sự chấm dứt toàn bộ phiền não, đặc biệt là tha mái và vô minh được đoạn trừ, được đoạn trừ, chấm dứt được đoạn trừ. Thì cái người mà chấm dứt được tha mái vô minh thì không có hiển hiện của năm quẩn nữa, đó là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn có thể nói rằng đó là một trạng thái chứng đắc, chứ không phải là một cõi, cũng không phải là một cảnh giới. Bởi vì cõi nó được hiện hiện ở trong một cái một cảnh, một cái quả địa cầu hay là một cái hành tinh nào đó, thì chúng ta tạm gọi là cõi đi, sự hiện hiện của một chúng sinh nào ở một cảnh giới đó. Rồi một cảnh giới tức là có sự hiện hiện, hiển hiện ở đó là hiển hiện của pháp hữu vi. Và vì vậy cho nên là Phật dạy rằng hãy chứng đắc của Niết Bàn, chứng đắc Niết Bàn. Và bậc thánh á, thì giống như chúng tôi nói đó, cái sự chết của chúng ta đó là cái sự chết tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Ví dụ như là chúng ta sanh lên cõi đời này đó là một hiện tượng tạm thời thôi, hiện tượng tạm thời. Do tha mái, do vô minh, cho nên là do phiền não, cho nên là chúng ta có đầu tư, chúng ta tạo tác để chúng ta hiển hiện trong cuộc đời này. Rồi chúng ta làm thân người, rồi một thời gian sau chúng ta chết, thì chính chết cũng chẳng qua là chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Còn đối với cái ý nghĩa thứ hai nữa đó, là chúng ta cũng đang chết trong từng sát na một. Chúng ta chết trong từng sát na một, bởi vì cái sự sanh diệt của thân và tâm của chúng ta, cái này nó sanh lên, cái kia nó diệt đi, mất đi, sanh diệt liên tục như vậy đó. Thì cái sự nói một cách khác đó là chúng ta đang chết trong từng sát na một. Và cái chết cuối cùng đó là mình nói đến cái chết của một bậc thánh A-la-hán.
bậc thánh đó là sự chết đó, các ngài bỏ thân ngũ uẩn rồi đó, thì không có tái hiện của thân ngũ uẩn còn lại nữa, không có tái hiện nữa, cho nên là sự sanh đã đoạn tận, không còn cái trở lại cái trạng thái sanh tử luân hồi, sanh tử là như vậy. Như vậy thì thông qua cái thật trí, tức là những cái sự thật mà Đức Phật ngài giác ngộ là khổ, tập diệt đạo ngài thấy rõ biết rõ gì đó, và khi mà ngài giảng cho những người đệ tử của ngài cũng thấy rõ biết rõ như vậy. Cái thứ hai nữa đó là các ngài đã làm những cái phận sự, tức là thực hành là đạo đế, các ngài đã thực hành một cách viên mãn, và khổ đế thì các ngài đã thấy rõ rồi, là diệt đế thì các ngài đã chứng đắc, và đạo đế thì các ngài đã thực hành một cách viên mãn, rồi tập đế thì các ngài đã đoạn trừ, tức là những cái việc làm của một cái vị mà chứng ngộ, mà ở đây chúng ta hiểu là đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác hiện hiện trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên là khi nói đến diệt đế, tức là niết bàn, niết bàn là một cái chấm dứt hoàn toàn sanh tử luân hồi. Diệt đế có nghĩa là chấm dứt được cái căn nguyên đưa đến cái nguồn cội, đưa đến cái khổ đau, đưa đến cái khổ đau. Diệt đế là như vậy. Còn đạo đế, đạo đế ở đây đó là Đức Phật ngài nói là đạo đế là pháp cần phải trau dồi, cần phải tu tập đó, gọi là Pawe Tapa Thamma, tức là cái pháp cần phải tu tập, cần phải trau dồi. Mà đạo đế tức là nói nhiều lắm. Đạo đế có thể nói là đó bát chánh đạo, đạo đế đó có thể nói rằng là 37 phẩm trợ giác ngộ, hay đạo đế nói cách khác tức là tứ niệm xứ, nói trong cái nghĩa trong tứ niệm xứ. Thì ở đây đạo đế là phương pháp để hành trì đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta thấy rằng khi nói đến đạo đế là một sự thật, là một sự thật nữa. Đạo đế là có thể nói rằng là giới, định và tuệ. Đức Phật ngài dạy ở trong kinh như thế này, ngài dạy rằng này các tỳ kheo, chính vì sự không thông đạt, không thể nhập bốn pháp mà ta và các ngươi lâu đời phải trải trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi. Bốn pháp ấy là gì? Này các tỳ kheo, chính vì không thông đạt, không thể nhập giới, định, tuệ và giải thoát, mà ta và các ngươi lâu đời trôi trong biển sanh tử luân hồi là như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng cũng chính bản thân ngài và các vị đệ tử của ngài bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi đó là do không có liễu tri về bốn sự thật này, tức là khổ tập diệt đạo đó. Như vậy thì không có liễu tri được bốn sự thật, cho nên sự khổ nó vẫn tiếp diễn hoài như vậy. Như vậy thì để mà chấm dứt khổ đó thì vị hành giả cần phải thực hành đạo đế, thực hành đạo đế, hay nói cách khác tức là thực hành giới, định và tuệ. Bởi vì giới là một trong những cái điều làm nó là nguyên tắc sống, hay là về đạo đức, giúp cho cái hành một vị hành giả không làm các cái hạnh, cái việc ác, không làm các cái việc ác. Việc ác đó nó có thể là thân, có thể là tâm, có thể là do lời nói, hay nói như vậy là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, đó là giới. Nếu chúng ta nói trong bát chánh đạo đó là giới. Như vậy thì cái giới là cái tiên quyết. Khi mà giới nó được
tốt đẹp thì cái tâm mình mới có thể đạt được, dễ dàng đạt được cái sự an tịnh. Mà muốn được an tịnh như vậy thì vị hành giả cần phải trau dồi bằng phương pháp thiền định hay là thiền quán, thiền chỉ hay là thiền quán, thiền định hay là thiền tuệ. Tức là mình phải trau dồi cái tâm mình thôi. Tu trong Phật giáo có nghĩa là mình tu thân, tu tâm hay là tu tu khẩu, tức là tu lời nói. Thì ở đây đó là mình trau dồi cái tâm của mình. Tâm của chúng ta đó là thường thường có những cái sự dao động, có cái sự động ở trong đó, vọng động ở trong đó, phóng dật ở trong đó, rồi nghĩ đến cái dục, nghĩ đến cái hận, nghĩ đến cái hại, mà trong kinh gọi đó là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, tức là nghĩ đến tham dục, tham ái trong cuộc đời này. Nghĩ đến những điều đó rồi chúng ta đem lòng sân hận, bực bội, khó chịu với một chúng sanh nào đó, một ai đó, rồi chúng ta suy nghĩ đến những cái điều hãm hại, làm tổn thương sinh loài, thì ba cái suy nghĩ đó nó luôn luôn dây dẫn và luôn luôn đeo đuổi ở trong cái suy nghĩ của chính mình. Không dục thì sân, không sân thì hận. Như vậy thì cái người tu á, là để sao có chánh tư duy, tức là mình tư duy vô dục, tư duy vô hận và tư duy vô hại. Và chúng ta có cái chánh kiến, tức là chúng ta thấy được cái sự danh sắc này là khổ, danh sắc này là khổ. Chúng ta có chánh kiến là sở dĩ mà có cái sự khổ này là do cái tha mái mà ra. Cái tha mái cho nên khiến cho chúng ta có ngã chấp. Ngã chấp tức là tức là chúng ta chấp ở trong ngũ dục, chúng ta chấp ở trong cái kiến chấp của chúng ta, rồi chúng ta chấp trong cái phương pháp hành trì, rồi chúng ta chấp trong cái ngã chấp của chính mình. Thì cái ngã chấp này đó là chúng ta dính ở trong ngũ quẩn, chấp ở trong ngũ quẩn. Sắc quẩn là tôi là sắc quẩn là của tôi, thọ quẩn là tôi là thọ quẩn là của tôi, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta, khi chúng ta chấp như vậy là cái chấp mà phát nguồn từ ở cái, bắt nguồn từ ở cái tha mái mà ra. Với một người mà tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ là một trong những cái công năng giúp cho vị hành giả vượt khỏi cái sự khổ sầu ở trong tương lai, đó là thực hành cái con đường đạo đế. Và khi nào mà cái tuệ của chúng ta sanh khởi, ở đây nó có thể nói là tuệ đạo, đạo tuệ, tức là cái tuệ ở trong cái trí của một bậc thánh. Khi bậc thánh được chấm dứt cái sanh tử luân hồi, bậc thánh đoạn trừ cái tham sân si, bậc thánh đoạn trừ được cái phiền não, thì vị ấy thấy rõ được cái ngã chấp này vốn là nó là cái trở ngại. Cái tham ái này vốn là cái trở ngại, cái vô minh này vốn là cái trở ngại, tức là khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi. Cho nên là bậc thánh phải thực hành giới, thực hành định và viên mãn về tuệ. Mà mình thấy đó, khi mà bát chánh đạo nói một điều đó là bát chánh đạo nó có thể họp ở trong tâm đại thiện của chúng ta, và nó có thể họp ở trong tâm siêu thế. Thì nếu mà nó họp ở trong tâm đại thiện đó thì là giai đoạn tu tập của một người phàm phu hay là thánh hữu học. Bởi vì thánh hữu học á, thì cần phải phát triển lên thêm, cần phải tu tập tiếp để mà chứng quả vô sanh. Còn người phàm phu á, là ta đang tu tập, chúng ta tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, thì đó là giai đoạn tu tập của chúng ta. Chúng ta đang tập mà, đang hành trì, đang tập thực hành như vậy.
Thì cái đó là giai đoạn mà chúng ta hiểu là nó là ở trong giai đoạn tu tập. Nhưng mà giai đoạn tu chứng tức là chỉ cho cái trí đạo, trí đạo tức là trí của bậc thánh sanh ở trong tâm đạo, mới tận trừ được, đoạn trừ được cái phiền não tham ái và vô minh. Mà quý vị thấy đó, thì bậc thánh tu đầu quần đoạn trừ được ba kiết sử đầu tiên, bậc thánh a na hàm là bậc thánh tam quả thì đoạn trừ hai cái kiết sử kế tiếp là dục ái và sân, và bậc thánh tứ quả tức là bậc thánh a la hán thì các ngài mới đoạn trừ được ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật, tức là năm cái thượng phần kiết sử sau cùng các vị ấy mới đoạn. Và khi mà đoạn tận được hoàn toàn thì các ngài chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Và Đức Phật á, thì ngài nói là chính ngài á là cái sự liễu tri gì, ngài chính niết bàn, ngài thấy rằng ở đây đó là Như Lai giác ngộ này các tỷ kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt, thế giới đoạn diệt, thế giới đoạn diệt, tức là cái thế giới ở đây là chỉ cho cái ngũ uẩn, ngũ uẩn, thế giới đoạn diệt ở đây tức là sự tập khởi của thế giới, sự có mặt của thế giới, rồi cái tập khởi của thế giới, rồi cái sự chấm dứt thế giới, và con đường đưa đến chấm dứt cái thế giới, tức là sự có mặt của ngũ uẩn là bắt nguồn từ ở cái tham ái, từ bắt nguồn từ ở cái vô minh, nói cho rõ hơn đó chính là tham ái, tức là diệt đế, tập đế. Thì cái thế giới mà được đoạn diệt tức là sự chấm dứt tham ái, vô minh được hoàn toàn, rồi cái thế giới, con đường đưa đến chấm dứt cái thế giới này tức là chính chỉ cho đạo đế, tức là giới, định và tuệ, hay nói cách khác tức là bát chánh đạo hay là tứ niệm niệm xứ. Nó hiểu trong một cách nào đó có nghĩa là tứ niệm xứ là giới, định và tuệ. Một vị hành giả tu tập đến một mức nào đó nữa, thì ở đây đó là nói đến bốn cái sự thật mà trong bốn thánh đế này đó, thì các bậc thánh biết rõ trên ba khía cạnh, tức là khổ các ngài biết rõ, rồi khổ tập các ngài biết rõ, khổ tập diệt đạo ngài các ngài biết rõ như vậy, nó là một sự thật. Cái thứ hai nữa là phận sự của các ngài, các ngài đã khổ đế là các ngài đã biết, tập đế thì các ngài đã đoạn trừ, diệt đế thì các ngài đã chứng, đạo đế thì các ngài đã thực hành một cách đầy đủ, thực hành một cách trọn vẹn là như vậy. Thì cái bài học hôm nay là bài học cuối cùng ở trong cái kinh gọi là Phật thuyết như vậy, ý tí quốc tòa cá. Thì đến đây chúng tôi xin được dứt lời, dứt cái bài học này. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.